Phải nói một cực phẩm thôi nhá, một cực phẩm, ghế lỉ vẫn nguyên bản này. Phải nói Việt Nam vẫn sót một con xe là như thế này các bạn. Nói chung là em chưa gặp con xe nào mà nó còn cái bộ ghế lỉ như thế này nhá. Toàn bộ tem mác nguyên bản này, mới cứng này. Nhà ông chủ xe này ông có mấy chiếc xe luôn các nhá, có mấy chiếc luôn, ông không đi mấy đâu nhá. Nên là xe nó còn đẹp, xuất sắc luôn ạ. Có hơn 100 triệu thôi, rẻ như xe máy, lại còn số tự động này, các bạn này, số tự động này. Bản bản đủ form mới nhá, các bạn nhìn này. Form mới là mấy cái điều hòa cái lúm tròn này, còn form cũ là mấy cái phím nó khác rất là thô. Đầu sti nguyên bản này. Táp lô zin này. Con này máy có 1.8 thôi. Được mệnh danh là lành và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng mẹc đây ạ. Quá đẹp luôn. Vô lăng này, các bác nhìn vô lăng đẹp chưa? Logo nguyên bản này. Vô lăng những cái phần này là nguyên bản này, nó không có bị mòn gì nhá, nó còn nguyên bản này. Nó chỉ có nghĩa là mòn, nó không mòn nhiều. Có nghĩa là nhà chủ xe này bên em đến mua xe thì nhà ông này cũng có mấy chiếc xe luôn ạ. Ông không có nghĩa là thỉnh thoảng mới đi tới chiếc xe này thôi. Đó. Đẹp chưa này, các bác xem này. Có sổ bảo dưỡng bảo hành đây này, các bác nhìn này. Các kiểu luôn này, lỉ mới cứng này. Em khẳng định luôn nhá, bác nào mua con xe này thì sự bác là rất là may mắn luôn mới mua được con xe này. Toàn bộ đây ạ, sổ bảo dưỡng định kỳ này và toàn bộ đây, những cái chi sửa chữa gì gì. Đây, phiếu bảo dưỡng này, miễn phí này, xem C180 này. Quá cẩn thận luôn, lỉ mới cứng. Bác nào một chốt con này thì bác là bác nào xem muộn là hơi tiếc luôn ạ, em khẳng định luôn nhá. Xe mới về luôn là con này là sẵn ấy luôn. Sẵn dùng luôn, không phải chỉ, có nghĩa là chỉ rửa ráy qua và dọn qua vệ sinh nào. Đã dùng rồi không phải dọn gì, con này đẹp sẵn rồi. Ghế lỉ theo xe nhá. Quá đẹp luôn. Em chào bác nhá, tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe ra đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà em thường xuyên cập nhật nhá. Đây là mẫu xe được mang tên là Mercedes C180, sản xuất năm 2005, số tự động, máy 1.8. Xe còn đẹp căng luôn ạ. Keo chỉ zin đét. Toàn bộ hóc cửa đẹp như này cơ mà, các bác nhìn nó sơn zin còn sáng choang luôn. Lỉ nó như thế này cơ mà. Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo nhá các bác nhá. Đáng đồng tiền bát gạo luôn đấy ạ. Đó, chứ không phải là đắt gì đâu, bên em bán rất là rẻ luôn đấy ạ. Đây ạ. Đằng sau lỉ này. Có tì để tay này, mới cứng này, tì để tay còn chưa dùng mấy này. Nói chung là em xe con xe này phải giật mình luôn, là nó còn mới kinh khủng luôn. Thật sự bác là quá mới luôn, bật lên xuống này. Lỉ mới này, đây, sàn lỉ này nguyên bản này. Phải nói là xuất sắc. Đúng là hàng quạp luôn này. Mới này. Ui dồi. Nguyên bản nhá, mới chưa? Mà giá là các bác bảo có hơn 100. Quá hợp lý luôn. Đúng không? Từ phần nhìn lũm đèn các bác nhìn này. Đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Các bác nhìn xuất sắc chưa? Những phần này là không sơn lại được nhá. Những cái phần này là không sơn lại được nhá các bác nhá. Sơn lại mất hết vân. Đây nguyên bản luôn. Quá đẹp luôn. Quá chất lượng. Phủ số đẹp này. Toàn bộ đây. Quá đẹp luôn. Một cực phẩm thôi. Máy lỗi nhét. Đặt ghế điện này. Thôi này. Ghế điện đầy đủ nhau nhá. Máy lỗi êm ru. Cực êm luôn. Quá chất lượng. Mọi chức năng hoạt động mượt mà. Kính auto không phải giữ nhá, coi như không phải giữ nhá. Đó. Nghe tiếng kính đã biết là mượt xe rồi.
con xe này nó còn cực kỳ chất lượng luôn ạ. Con này đang rút hồ sơ nhá. Đó, bây giờ là con xe này chủ xe người ta thu lại biển số, người ta định danh. Nên là tôi đem tháo biển số giải chủ xe rồi. Còn bây giờ là đi rút hồ sơ cho bác. Bây giờ các bác mua là công chứng lối vào cho các bác là xong thôi. Cực phẩm các bác ạ. Quá đẹp luôn. 205 nhá các bác nhá, số tự động. Quá chất lượng luôn. Không phải là xe mới về mà em đăng giá cao nhé. Em bán cực kỳ tốt cho bác, 147 triệu. Được chưa? 147 triệu. Bác nào xem muộn là con xe này không đến lượt nhá. Khẳng định luôn đấy ạ. Đẹp chưa? Lãi chút ít là bán thôi, lãi vài triệu cũng bán ạ. Cứ có lãi là bán. Được chưa? Các bác nhìn này. Em quay lại chi tiết chưa? 147 triệu. Bao rút hồ sơ. Giá này thì các bác nói thật các bác là thông cảm, em không bớt nhá. Nói chuẩn giá luôn, không bớt. Con xe này em bán giá quá rẻ rồi so với con xe quặp. Giá này ngang với con xe giá, với con xe bình thường. Gầm này, gầm mới choang này. 147 triệu. Ngang với con xe bình thường. Mời bác em xem máy nhá. Máy nổ im đét. Không bàn về máy. Đang nổ đấy ạ. Máy nó nổ cực kỳ êm luôn đấy ạ. Đang có cái dây qua loa nó kêu một chút nhá. Để tiếng dây qua loa kêu này. Bên em chuyên mẹc em nghe phát biết ngay. Còn máy thì nó êm ru rồi. Máy con này không bàn rồi. Con này không bàn về chất xe rồi. Đẹp xuất sắc luôn. Số điện thoại em là 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhá. Đây là cửa hàng em này. Cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau.